đây 50 năm về trước ông bị tai nạn, thấy không? Rồi ông bị cái chất bệnh teo cơ đó. Nhưng mà cách lúc đó ông còn khỏe, nay hồi ông lớn tuổi rồi, chứ khỏe hơi yếu một tí, nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh nghe. Ông làm nhờ cái tay ông có đặt, ông nhờ cái kìm này nè, với cái kéo này nè, lúc nào nó cũng đi theo ông ấy đó, nó phụ cái tay. Cái này nó đòi hỏi rất công phu, nó đòi hỏi một sự khéo tay về con nghệ thuật này. Nó nhờ có hai cái lực đi tới rồi là được phát động, cái lực chạy ngược là được đối xứng ngược trở lại đó, rồi dở lên dở xuống là nó chạy. Mấy cái này